Xin chào tất cả các khán giả yêu quý. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại sảnh tầng 5 và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi livestream theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc các bạn nhé. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay khá là đặc biệt, đó chính là sản phụ Đỗ Diệu Trang, vợ của cầu thủ Lê Thanh Bình. Anh là một cầu thủ trẻ đầy tài năng và hiện thì Thanh Bình đang thuộc câu lạc bộ Thanh Hóa. Anh đang thi đấu ở vị trí tiền đạo tại V-League 1 các bạn ạ. Và hiện tại thì chúng tôi đang theo chân bác sĩ Nguyễn Văn Hà, trưởng khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc để vào gặp mẹ bầu của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thì bác Hà sẽ tiến hành kiểm tra ngay tim thai cho chị Trang trước khi chị ấy bước vào ca sinh mổ các bạn nhé. Và các bạn thân mến, việc theo dõi nhịp tim thai thì phải được tiến hành một cách rất chặt chẽ trước và trong khi chuyển dạ. Qua đó thì có thể phát hiện bất kỳ tình huống bất thường nào để có thể xử trí kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Theo dõi nhịp tim thai thì cũng là một cách phòng tránh việc phải điều trị những vấn đề phát sinh không đáng có đối với trẻ sơ sinh. Và nếu như không có vấn đề gì khác, nhịp tim thai nhi khỏe mạnh thì chính là một trong những chỉ số chứng minh tính an toàn của việc tiếp tục quá trình chuyển dạ. 152 lần thuốc nhé, ok. Và vâng các bạn ơi, trộm vía thì chỉ số tim thai em bé của nhà chị Trang hoàn toàn tốt và khỏe mạnh các bạn ạ. Và các bạn có thể thấy là bác sĩ Hà rất nhẹ nhàng và quan tâm hỏi han động viên sản phụ đúng không ạ? Không chỉ có bác sĩ Hà mà tất cả các bác sĩ tại Bệnh viện Thu Cúc thì đều đối xử rất tận tâm và tận tình đối với các mẹ bầu như thế đấy các bạn ạ. Và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lại gần hơn để có thể trò chuyện một chút với vợ chồng cầu thủ Lê Thanh Bình các bạn nhé. Em chào anh chị, không biết là lúc này chị Trang đang cảm thấy như thế nào trước khi bước xuống phòng sinh mổ ạ? Tâm trạng của em hiện tại là đang rất hồi hộp và lo lắng, kèm theo là cảm giác hạnh phúc muốn được gặp bé. Dạ vâng ạ, vậy thì không biết là bé nhà mình khi mà đi siêu âm dự kiến sinh thì được bao nhiêu cân ạ? Bác sĩ dự sinh được 3 cân 3. Dạ. Vậy là trong quá trình siêu âm thì không biết là bé nhà mình có điều gì đặc biệt không anh chị? Hay là có cử chỉ gì đáng yêu không ạ? Bé nhà em thì không có cái biểu hiện gì đặc biệt, nhưng mà bé từ lúc mang thai đến giờ thì chưa cho siêu âm xem được mặt ấy. Vâng, vậy chị đi sinh bé là do gia đình chọn mổ chủ động hay là do bác sĩ chỉ định vậy ạ? Em xin mổ chủ động chị ạ. Vâng, và anh Bình ơi, hôm nay mình lựa chọn đưa vợ đi sinh tại Thu Cúc thì anh đã theo sát cũng như là bên cạnh chị Trang từ lúc chị vào viện làm thủ tục sinh cho đến bây giờ rồi. Thì khi chị Trang chuẩn bị xuống phòng sinh mổ thì anh lúc này đang cảm thấy như thế nào ạ? Lúc đầu đến thì đang còn hơi lo lắng về cái dịch vụ ở đây, nhưng mà được làm việc với các y tá, về bác sĩ ở đây thì vô cùng yên tâm, tại vì ở đây rất là chuyên nghiệp và nhiệt tình. Dạ vâng, vậy thì lý do nào mà để anh chị hoàn toàn tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Thu Cúc là nơi đón em bé nhà mình chào đời ạ? Lúc đầu thì được bạn bè giới thiệu thôi, nhưng mà cũng chưa yên tâm. Nhưng mà sau đến đây rồi thì đúng là vô cùng yên tâm. Vậy mình có nhận xét gì về chất lượng phục vụ cũng như là thái độ của đội ngũ nhân viên, y bác sĩ tại Bệnh viện Thu Cúc không ạ? Phải nói như nào để cho phù hợp được? Ngắn gọn là nhiệt tình, chuyên nghiệp, chú đáo, tận tình. Vâng, cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị của anh chị. Và em xin chúc chị luôn có tinh thần thoải mái, không lo lắng, hồi hộp để có thể vượt cạn thành công mẹ chàng con vuông chị nhé. Các bạn ơi, theo như chúng tôi được biết thì cầu thủ Thanh Bình của chúng ta đã phải hủy lịch thi đấu khá là quan trọng để ngày hôm nay có thể đưa vợ đi sinh. Trước đó thì Thanh Bình cũng có chia sẻ với Bệnh viện Thu Cúc rằng là trong thời gian vợ mang thai thì mình cũng đã thường xuyên phải đi thi đấu xa nhà, nên là cũng ít ra bên cạnh có thể quan tâm chăm sóc cũng như là động viên vợ được. Do đó thì mình nghĩ là việc đưa vợ đi sinh là trách nhiệm của một người chồng, người cha mà mình phải làm. Và các bạn có thể thấy là chàng cầu thủ trẻ tuổi của chúng ta rất xứng đáng là một anh chồng quốc dân đúng không ạ? Và bây giờ thì anh Bình sẽ tạm biệt chị Trang để chị ấy bước vào phòng mổ các bạn ạ. Và chắc hẳn lúc này thì anh Bình đang cảm thấy rất hồi hộp cũng như là xen lẫn một chút cảm giác lo lắng. Các bạn có thể gửi những lời cổ vũ động viên tinh thần cho chị Trang để chị ấy có thể tự tin vượt cạn thành công các bạn nhé.
Hiện tại thì chị Trang đang có mặt ở trong phòng mổ vô cùng một chiều của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc rồi các bạn ạ. Và ngay lúc này thì các bác sĩ đang tiến hành sát khuẩn vùng lưng cho chị Trang để có thể sẵn sàng thực hiện thao tác gây tê tủy sống. Việc sát khuẩn này thì vô cùng quan trọng, sẽ vừa giúp bao giữ được vệ sinh, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ trong và sau quá trình gây tê các bạn ạ. Và thao tác gây tê tủy sống thì sẽ được bác sĩ thực hiện vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng, không gây đau hay là khó chịu một chút nào cho chị Trang. Và với chuyên môn giỏi cũng như là kinh nghiệm lâu năm làm việc tại các bệnh viện đầu ngành trong nước thì các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ thực hiện thao tác này vô cùng an toàn và chính xác. Do đó thì các bạn đừng lo lắng gì nhé. Vâng, và hiện tại thì bác sĩ đang tiến hành sát khuẩn vùng bụng cho chị Trang rồi. Việc làm này thì sẽ giúp không gây nhiễm trùng cho mẹ bầu trong và sau quá trình sinh mổ các bạn ạ. Và người trực tiếp tiến hành ca mổ cho chị Trang ngày hôm nay đó là bác sĩ Hà. Với nhiều năm công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì chắc chắn là ca mổ của chị Trang sẽ diễn ra thật thành công và suôn sẻ các bạn ạ. Và các bạn ơi, hiện tại thì thuốc tê cũng đã phát huy tác dụng và bước sát khuẩn thì cũng đã hoàn thành rồi. Các bạn đừng rời mắt khỏi livestream của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Chúng ta hãy tiếp tục đồng hành và theo dõi hành trình đi sinh của chị Trang, cùng nhau cổ vũ cho chị Trang vượt cạn mẹ tròn con vuông các bạn nhé. Không, không thì rút cháu ơi. Không, không gì tên gì cháu gái tên gì Trang ơi, anh đọc thông tiểu nhé. Trang, bác không bằng chỉ rút thì nó mới đẹp nhé. Dạ vâng bác. Không chỉ rút cả. Vâng ạ. Thôi thổi hổ quá. Vâng. Thả lòng thôi nhé. Và có lẽ lúc này thì chị Trang của chúng ta đang cảm thấy khá là hồi hộp và lo lắng đúng không ạ? Để có thể gặp được bé yêu. Và các điều dưỡng của chúng tôi cũng như là nữ hộ sinh tại Bệnh viện Thu Cúc thì sẽ luôn bên cạnh cổ vũ tinh thần cho chị Trang để chị ấy có một tâm lý vững vàng nhất, tự tin và thoải mái vượt cạn các bạn ạ. Chị cứ bình tĩnh nhá. Và các bạn thân mến, lúc này thì bác sĩ Hà đang bắt đầu thực hiện ca mổ rồi. Rất nhanh thôi, chỉ một lát nữa thôi thì em bé của nhà chị Trang cũng như là anh Bình thì sẽ chào đời thật mạnh khỏe các bạn ạ. Vâng, và trong thời gian ca mổ diễn ra thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm một số thông tin về các phương pháp theo dõi tim thai trong thời gian chuyển dạ, giúp mẹ có thể phát hiện những bất thường để bé có phương pháp điều trị kịp thời nhất. Các bạn thân mến, có hai phương pháp có thể theo dõi nhịp tim thai trong thời gian chuyển dạ. Phương pháp thứ nhất đó là nghe tim thai. Bác sĩ sẽ đặt thiết bị nghe lên bụng của người mẹ sau mỗi chu kỳ nhất định. Và phương pháp thứ hai đó là theo dõi bằng monitor. Sử dụng công nghệ monitor để ghi lại liên tục nhịp tim của thai nhi và các cơn gò tử cung trong khi chuyển dạ. Và tùy thuộc một số yếu tố như là nội quy, chính sách của bệnh viện, đánh giá rủi ro, tình trạng chuyển dạ thì các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp theo dõi tim thai phù hợp nhất cho sản phụ. Và nếu sản phụ không gặp biến chứng hay là các yếu tố nguy cơ trong chuyển dạ thì có thể lựa chọn bất kỳ một trong hai phương pháp theo dõi kể trên. Vì vậy, để an toàn hơn vào các ngày cuối của thai kỳ thì các mẹ bầu có thể đến bệnh viện để có thể theo dõi nhịp tim thai nhi thường xuyên hơn. Và từ đó thì có thể có phương pháp xử lý tốt nhất nếu như có dấu hiệu bất thường xảy ra nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại theo dõi ca mổ của chị Trang các bạn nhé. Và các bạn ơi, tôi đã nhìn thấy bác sĩ Hà đón đầu em bé rồi ạ. Vâng, và em bé của nhà chị Trang đã chào đời rồi. Các bác sĩ đang tiến hành cắt dây rốn cho em bé. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới chị Trang cũng như là cầu thủ Lê Thanh Bình và gia đình của mình.
Và các bạn có thể thấy là chị Trang hiện tại thì đang rất là xúc động khi mà nghe thấy tiếng con yêu của mình đã cất tiếng khóc chào đời, đúng không ạ? Và đây chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà chị Trang đã chờ đợi suốt 9 tháng 10 ngày qua, đúng không nào? Và các bạn thân mến, tại bệnh viện Thu Cúc thì ngay khi mà em bé chào đời sẽ được điều dưỡng vệ sinh sạch sẽ và sau đó thì sẽ tiếp tục được bác sĩ Nhi tiến hành kiểm tra sức khỏe đầu đời thông qua việc nghe nhịp tim, phổi hay là kiểm tra các phản xạ đầu đời của bé các bạn ạ. Và trộm vía thì em bé của nhà chị Trang rất là bụ bẫm và kháu khỉnh đấy ạ. Và hiện tại thì em bé của chúng ta được thực hiện ra kể ra với mẹ. Và đây đúng là khoảnh khắc mà chị Trang đã chờ đợi rất lâu rồi, đúng không ạ? Được ôm con yêu vào lòng, mọi mệt mỏi và lo lắng của mẹ thì chắc chắn là cũng đã tan biến hết rồi. Ta hãy cùng nghe cảm nhận của chị Trang lúc này các bạn nhé. Chị Trang ơi, được áp ra với con ngay sau khi em bé chào đời thì lúc này chị cảm thấy như thế nào ạ? Chị có muốn gửi lời gì đến đội ngũ ekip bác sĩ không ạ? Cảm ơn mọi người rất là cực tình và chú đáo. Dạ vâng ạ, vậy chị có muốn gửi lời nào đến con yêu của mình không chị? Chúc con bé ấy con rất mọi ăn rồng ngoan ngoãn khỏe mạnh. Vâng, và các bạn thân mến, hiện tại thì chị Trang vẫn chưa hết xúc động và hạnh phúc khi mà được gặp bé yêu của mình. Và đây đúng là khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử các bạn ạ. Và trong khi bác sĩ Hà cùng với ekip của mình đang thực hiện những bước cuối cùng để có thể hoàn thành ca mổ. Thì em bé của chúng ta sẽ được điều dưỡng thực hiện những công đoạn chăm sóc cuối cùng để có thể được đưa ra để gặp gia đình của mình các bạn ơi. Và lúc này thì em bé của chúng ta được cô điều dưỡng mặc bỉm, đội mũ và quấn khăn. Thấy là em bé của chị Trang khóc rất là to, đúng không ạ? Nhưng các bạn đừng lo lắng nhé, bởi vì việc em bé của chúng ta khóc to sau khi mà chào đời thì được các chuyên gia đánh giá đó là một trong những phản xạ đầu đời tốt nhất của trẻ các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo chân điều dưỡng đưa em bé đi cân nhé. Vâng các bạn ơi, đó là 3 cân 3 các bạn ạ. Và sau khi trừ tã và khăn cuốn trên người em bé của chị Trang sẽ còn 3 cân 2 các bạn ạ. Và một trong những công đoạn không thể thiếu trong phòng sinh đó chính là đeo vòng định danh. Vừa rồi thì điều dưỡng cũng đã kiểm tra lại thông tin của mẹ, tên của bé cũng như là ngày sinh và mã số sinh trên vòng định danh để không gây ra sự nhầm lẫn nào trước khi đeo cho mẹ và bé. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Và em bé của nhà chị Trang là bé gái nên là chiếc vòng định danh của chúng ta sẽ là màu hồng và được đeo ở cổ tay cho mẹ và cổ chân của bé các bạn ạ.
phân á. Có em có đi nữa không? Đây đây đây. Này, nhà mẹ nhá. Nhanh nhanh lên đi. Cùng mẹ nhá. Nào, đi lên để ăn cho bố nha. Và các thủ tục trong phòng sinh thì cũng đã hoàn tất rồi. À, bây giờ thì em bé sẽ chào tạm biệt mẹ để có thể lên với bố và thực hiện ra thế gia các bạn nhé. Ok. Rồi, chào mẹ nha. Giơ tay lên chào này. Vâng các bạn thân mến, hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở bên ngoài phòng áp gia với bố và có thể thấy là anh Bình thì đang rất háo hức mong chờ con yêu của mình đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng trò chuyện để xem lúc này anh Bình đang cảm thấy như thế nào các bạn nhé. À, dạ vâng ạ, không biết là lúc này cảm xúc của anh Bình đang cảm thấy như thế nào ạ? Bây giờ thì rất là lo, cho lo cho hai con mà rất là háo hức muốn được bế em bé. Và không biết là anh có tìm hiểu về dịch vụ gia kề gia với bố tại bệnh viện Thu Cúc chưa ạ? Anh có tìm hiểu và rất là tốt nên là gia đình cũng đăng ký để áp gia luôn. Vâng, và hiện tại thì em bé đã được cả điều dưỡng đưa lên đây rồi. Anh sẽ thực hiện áp gia về bé anh nhé. Các bạn có thể thấy là gương mặt tươi cười và hạnh phúc của anh Bình đúng không ạ? Chắc hẳn là lúc này thì anh Bình đang rất mong đợi để có thể được áp gia với con yêu rồi. Và để thực hiện ra kề gia với bố thì điều dưỡng sẽ tiến hành bỏ khăn quấn của bé và đặt lên ngực trần của bố. Điều này thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về hệ hô hấp cũng như là sự phát triển cho bé. Anh Bình ơi, không biết là bây giờ thì mình đang cảm thấy như thế nào khi mà được áp gia với con yêu ạ? Không biết nói như nào. Vậy thì anh có muốn gửi lời cảm ơn gì đến chị Trang không anh? Cảm ơn vợ đã mang lại cái đau cho An thiên thần. Cảm ơn bác sĩ Hà cũng như các y tá giúp đỡ cho vợ chồng em. Anh cũng có muốn gửi lời nào đến con gái yêu của mình không ạ? Chúc cho con luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ vâng, và em cũng xin thay mặt toàn bộ ekip bác sĩ cũng như là nhân viên tại bệnh viện Thu Cúc thì xin gửi lời chúc mừng đến vợ chồng anh chị cũng như là gia đình đã đón được một thiên thần rất đáng yêu và chúc cho bé của chúng ta ngày hôm nay luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và nghe lời bố mẹ anh nhé. Tóc
Vâng, và các bạn ơi, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đồng hành với gia đình của cầu thủ Lê Thanh Bình trong hành trình vượt cạn của chị Trang. Và nếu có bất kỳ khúc mắc nào thì các bạn có thể comment ngay để chúng tôi tư vấn nhé. Đặc biệt là vào ngày 31 tháng 8 này, khi tham gia vào ngày hội thai sản công nghệ Plasma, các mẹ bầu khi đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói sẽ được giảm ngay 25% chi phí và sẽ nhận được các quà tặng hấp dẫn từ các nhà tài trợ lớn cùng với voucher chiếu tia Plasma giúp các mẹ bầu liên tục buổi vết thương, vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Và các bạn chỉ cần để lại tên cũng như là số điện thoại ngay tại livestream này để được tư vấn miễn phí nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những livestream tiếp theo.